Chào mừng các em đến với bộ môn nghệ thuật 7, bộ sách Chân trời sáng tạo bản 1, chủ đề nghệ thuật trung đại thế giới, bài 10 hình khối nhân vật trong điêu khắc. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh nêu được cách tạo hình nhân vật 3D theo tỷ lệ đầu người. Học sinh mô phỏng được hình dáng nhân vật theo tỷ lệ đầu người bằng dây thép và đất nặn. Học sinh phân tích được tỷ lệ, sự cân đối về hình khối trong sản phẩm và tác phẩm mỹ thuật. Và học sinh chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của hình thể con người trong các tác phẩm điêu khắc thời kỳ trung đại. Về những nội dung chính trong tiết học, bài học hình khối nhân vật trong điêu khắc gồm có các phần sau đây. Phần 1. Khám phá hình khối tỷ lệ tượng David. Phần 2. Mô phỏng hình khối nhân vật theo mẫu. Phần 3. Thực hành tạo khối nhân vật bằng dây thép và đất nặn. Phần 4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và phần 5. Chúng ta tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc trung đại thế giới. Sau đây xin mời các em đến với những nội dung chi tiết của bài học. Bài học hình khối nhân vật trong điêu khắc. Chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên, khám phá hình khối tỷ lệ tượng David. Các em quan sát kỹ các hình sau đây. Câu hỏi: tư thế, hình khối và dáng đứng của David như thế nào? Tượng được làm bằng chất liệu gì? Tỷ lệ đầu bằng mấy phần so với chiều cao của cơ thể? Chúng ta quan sát thật kỹ các hình ảnh sau đây và trả lời các câu hỏi trên nhé. David là một trong những kiệt tác điêu khắc của Michelangelo. Tác phẩm được làm bằng đá cẩm thạch từ năm 1501 đến năm 1504 và hiện được trưng bày tại bảo tàng Escamandia, Florence, Ý. Tượng David đứng trong tư thế thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được vẻ mạnh mẽ, oai hùng và cương nghị. Khối hình chắc chắn, khỏe khoắn, thể hiện rõ những đặc điểm của các khối cơ bản như đầu, khối hình cầu, tay, chân, khối hình trụ, thân, vai, khối hộp chữ nhật. Tác phẩm được coi đạt đến trình độ chuẩn mực về tỷ lệ vàng với tỷ lệ đầu 1/8. Đẹp cả về nội dung, ý tưởng và kỹ thuật thể hiện, xứng đáng là một trong những kiệt tác trong điêu khắc của nhân loại. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy tượng có dáng đứng thoải mái, hình khối và tỷ lệ cân đối. Chất liệu được làm bằng đá cẩm thạch và tỷ lệ đầu bằng 1/8 cơ thể. Chúng ta chuyển qua phần 2, mô phỏng hình khối nhân vật theo mẫu. Các em quan sát thật kỹ các hình ảnh sau đây và cho biết hình gợi ý trên cho em thấy để mô phỏng tượng chúng ta làm như thế nào. Các em quan sát thật kỹ và trả lời câu hỏi trên nhé. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời xong, các em có thể thấy để mô phỏng hình khối nhân vật theo mẫu chúng ta tiến hành theo 5 bước cơ bản sau đây. Bước 1. Gấp 1/4 tờ giấy A4 thành 8 phần bằng nhau. Vẽ hình người dạng que với đầu là một phần trên tờ giấy đã gấp. Bước 2. Tạo hình giấy thép, cốt
với tư thế và dáng vật mẫu. Bước 3. Tạo khối các bộ phận bằng các hình khối cơ bản. Bước 4. Đắp đất nặn tạo hình nhân vật. Và bước 5. Tạo đặc điểm riêng và hoàn thiện sản phẩm nhân vật. Sau đây, để rõ về cách tạo hình nhân vật theo mẫu, các em theo dõi nội dung video sau đây.
Các em lưu ý, tạo hình dáng người với tỷ lệ 8 đầu có thể mô phỏng được hình khối nhân vật gần đúng với tỷ lệ của tượng David. Chúng ta chuyển qua phần 3, thực hành tạo khối nhân vật bằng dây thép và đất nặn. Trong phần này, các em thực hành bài tập như sau. Em hãy tạo hình khối một nhân vật yêu thích bằng dây thép và đất nặn. Để giúp các em có thêm những hiểu biết về các sản phẩm đất nặn, chúng ta cùng tham khảo một số các sản phẩm của các bạn học sinh. Mời các em cùng theo dõi. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần tiếp theo, phần 4, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Sau khi các em hoàn thành xong sản phẩm của mình, chúng ta tiến hành trưng bày và chia sẻ một số các câu hỏi sau đây. Em thích sản phẩm nào? Vì sao? Điểm nào của sản phẩm mà em ấn tượng nhất? Theo em, để sản phẩm được đẹp, chúng ta cần sửa những chỗ nào? Và em có thể kể thêm một số các tác phẩm điêu khắc trung đại mà em biết. Chúng ta cùng quan sát, suy nghĩ và chia sẻ những nội dung cho các bạn cùng nghe nhé. Chúc các em thành công! Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 5, nghệ thuật điêu khắc trung đại thế giới. Trong phần này, các em quan sát, lắng nghe một số các tác phẩm điêu khắc thời kỳ trung đại. Chúng ta cùng quan sát nội dung video sau đây nhé. Tượng David của Gian Lorenzo Bellini bằng đá hoa sáng tác năm 1623 đến năm 1624, cao 1,7 m. Tác phẩm với dáng vẻ mạnh mẽ, cân đối, thể hiện tư thế chiến đấu oai hùng với tên khổng lồ Goliath. Trong Kinh Thánh có ghi, Goliath khổng lồ mang quân tới tấn công Israel. Cậu bé chăn cừu David đã giao đấu với chúng. David dùng nỏ cao su bắn đá trúng đầu Goliath, cắt đứt đầu của hắn, sau đó thống nhất đất nước Israel và trở thành vị vua David nổi tiếng. Không giống như tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo, Bernini ghi lại khoảnh khắc của người thiếu niên khi đang chiến đấu với kẻ địch, khiến cho người xem cảm thấy theo đó sẽ có một đòn lôi kích xuất hiện. Hai dáng vẻ của David khác nhau cũng đại diện cho hai phong cách nghệ thuật khác nhau, nhưng đều quy tụ chung vẻ đẹp cân đối, mạnh mẽ,
được thể hiện trong ý tưởng và kỹ thuật thể hiện. Tác phẩm Mozart sáng tác năm 1513 đến năm 1515 của nhà điêu khắc Michelangelo được thể hiện bằng đá cẩm thạch. Tác phẩm với dáng vẻ ngồi tự tin, khuôn mặt hơi nghiêng tạo cảm giác cương nghị. Nhà điêu khắc tài hoa Michelangelo đã thể hiện sinh động ở những chi tiết nhỏ nhất, những khối cơ được thể hiện tỉ mỉ trên từng ngón tay. Khối hình chi tiết của bộ râu cũng được thể hiện một cách sinh động, rõ nét, tạo độ bóng mượt và mềm mại. Chùa hang Ajanta ở Ấn Độ được coi là thánh đường Phật giáo với số lượng khổng lồ các tác phẩm mỹ thuật, đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc về đạo Phật. Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của UNESCO đã công nhận chùa hang Ajanta của Ấn Độ là di sản văn hóa thế giới vào năm 1983. Công trình thực sự mang ý nghĩa lớn về tư tưởng và tầm vóc của nghệ thuật thời kỳ trung đại. Chúng ta có thể thấy, nghệ thuật điêu khắc trung đại thế giới thường thể hiện hình tượng con người với tỷ lệ cân đối, biểu cảm sống động, chân thực. Tiêu biểu có thể kể đến các tác phẩm nghệ thuật phương Tây như David, Mozart của Michelangelo, David bằng đồng của Donatello, David của Gianniero Zander Bellini và nghệ thuật phương Đông như các tác phẩm điêu khắc ở chùa hang Ajanta Ấn Độ. Những tác phẩm này đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật trung đại thế giới. Phần tìm hiểu nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Để chuẩn bị cho bài học sau thật tốt, các em về nhà đọc trước bài vẻ đẹp nhân vật trong tranh thời kỳ phục hưng và chuẩn bị giấy vẽ A4, chì, tẩy và các loại màu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và để lại những lời bình luận ở phía dưới nội dung video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các nội dung bài học sau.